Đây là những bức hình mà mình đã chụp khi mình mới lên 17 tuổi. Đối với mình, đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất. Mình căng thẳng với việc học ở trường, mặt mình nổi đầy mụn. Mình có ít bạn bè, mình cảm thấy bất mãn vì bản thân không tự tin và cảm giác như là mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình đang chống lại mình. Và đây cũng là mình của 2 năm sau đó. Mình cảm thấy tự tin hơn, mình biết cách ăn mặc hơn, mình yêu đời hơn. Mình sống có mục đích và mình kiếm được những người bạn rất là chất lượng. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra trong 2 năm đó? Mình sẽ tiết lộ cho bạn trong một vài phút tới. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Mình đoán đây không phải là video đầu tiên bạn xem về chủ đề làm sao để trở nên tự tin hơn. Nhưng mình mong sau khi xem xong video này thì các bạn sẽ thực sự bắt đầu hành trình thay đổi bản thân của mình. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ 5 điều mình đã làm để biến mình từ một con vịt thành một con thiên nga. Việc thứ nhất đó chính là đọc sách. Cũng như các bạn thấy ở đầu video thì đó là mình ở tuổi 17. Mình không có phương hướng, mình không biết là giá trị của mình nằm ở đâu và mình cảm thấy như là mình rất là chán ghét cuộc sống của mình ở hiện tại. Thì cái việc đọc sách đã giúp cho mình định hướng là bản thân và giúp cho mình sống một cuộc sống có mục tiêu hơn. Chi tiết hơn thì những quyển sách mình đọc đầu tiên có liên quan đến chủ đề phát triển bản thân như là quyển Đắc Nhân Tâm, trong tiếng Anh là How to Win Friends and Influence People, quyển Những Thói Quen Nho Nhỏ, Atomic Habits, quyển Rich Dad Poor Dad, Cha Giàu Cha Nghèo. Thì ba quyển sách đó là ba quyển sách đầu tiên mình đã đọc. Và có một cái điều rất là đặc biệt, sau khi mình đọc tới quyển thứ hai, quyển thứ ba thì mình cảm giác như là bản thân mình tự nhiên trở nên tự tin hơn. Một phần mình biết là bởi vì mình đang thay đổi và mình đang làm một cái hành động chăm sóc cho bản thân. Thứ hai đó chính là mình đang tiếp thu những cái kiến thức mà không phải ai bạn bè đồng trang lứa của mình cũng biết cả, và nó là một cái lợi thế đối với mình. Đồng thời thì khi đọc những cái quyển sách như vậy thì mình bắt đầu hiểu được nhiều hơn về những cái giá trị của bản thân. Đó là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng trong việc làm sao để trở nên tự tin hơn. Trước khi qua tới điều thứ hai thì mình muốn giải thích định nghĩa của từ tự tin ở đây. Tự tin có nghĩa là bạn hiểu được giá trị của bản thân, bạn biết chăm sóc và yêu thương bản thân, bạn làm những điều bạn yêu thích và nó mang giá trị cho bạn, chứ không phải là bạn làm những điều người khác muốn bạn làm. Bạn tôn trọng những giá trị mà bản thân có và bạn tin tưởng vào khả năng của bạn và vào những cái việc mà bạn có thể làm. Đó là tự tin. Dẫn đến cái điểm thứ hai mình muốn nói, đó chính là hiểu giá trị của bản thân. Bạn có bao giờ thử hỏi bản thân những câu hỏi như là tại sao không ai nghe mình nói hết vậy? Tại sao mình cảm giác như là thế giới đang chống đối mình? Tại sao không ai tôn trọng hay tin tưởng mình hết vậy? Nếu như bạn có những cái suy nghĩ giống như vậy thì đó là bởi vì bạn chưa hiểu được giá trị của bản thân. Bạn chưa tin tưởng và chưa tôn trọng được chính bản thân của mình. Bạn ơi, nếu như mà bạn không tôn trọng bản thân mình, bạn không tin tưởng mình thì làm sao mà bạn có thể mong đợi là người khác sẽ làm những cái điều đó cho bạn? Tuổi 17 của mình chưa có nhận ra được cái điều đó. Mình hiểu sẽ mất thời gian để bạn có thể tìm hiểu được những cái giá trị chân chính của mình là gì. Vậy thì mình đã làm gì để mình có thể hiểu bản thân mình hơn? Có hai cách. Và cách đầu tiên mình làm đó chính là viết nhật ký. Không phải là mình viết mỗi ngày, nhưng mà mình chỉ viết quyển nhật ký khi mà mình có những cái cảm xúc rất là mạnh. Ví dụ như là mình đang cảm thấy rất là tức giận, hoặc là mình đang cảm thấy rất là buồn. Vui mình cũng viết, tự hào về bản thân mình cũng viết. Hoặc là mình đang có một cái câu hỏi khuất mắc nào đó mình không trả lời được, mình cũng viết. Vì sao viết nhật ký? Giúp bạn hiểu bản thân hơn. Nếu như bạn cứ để hết tất cả những suy nghĩ của mình trong đầu thì các bạn sẽ không thể nghĩ xa được. Khi mà các bạn viết nhật ký thì các bạn có thể khám phá được những cái suy nghĩ trong đầu mà các bạn chưa nghĩ tới. Ví dụ như là có một lần mình có một cái câu hỏi mình rất là khuất mắc và mình cứ suy nghĩ hoài về nó ở trong đầu. Tới một lúc mình cảm thấy rất là khó chịu, mình cần phải viết nó xuống quyển nhật ký. Viết cái câu hỏi đó ra, mình viết ra những cái suy nghĩ mà mình có về cái câu hỏi đó. Và các bạn biết gì không? Mình viết một hồi, mình biết được câu trả lời luôn. Tiếp theo thì mình cũng dùng quyển nhật ký này để mình viết ra những gì mà bản thân mình mong muốn có trong tương lai. Ví dụ như là đó có thể là đam mê của mình, nó có thể là một kế hoạch nào đó, và đó có thể là một cái lời hứa của mình đối với bản thân của mình. Điều thứ hai bạn có thể làm để kết nối với bản thân bạn đó chính là ngồi thiền 5 phút trước khi ngủ. Cái việc ngồi thiền nó sẽ giúp cho bạn có một cái khoảng thời gian tịnh tâm. Các bạn có thể dùng cái khoảng thời gian này để xả stress và xả ra những cái cảm xúc tiêu cực mà bản thân bạn có trước khi ngủ. Trước kia thì mình có một cái vấn đề như thế này. Mình đi du học ở Mỹ từ 14 đến 17 tuổi là khoảng thời gian mình trầm cảm nhất, là cái khoảng thời gian mà mình ghét bản thân mình nhất. Và mỗi khi mà mình gọi điện nói chuyện với ba mẹ của mình thì không hiểu như thế nào mà giống như là cảm xúc mình dồn nén bên trong quá nhiều. Và mỗi lần mình nói chuyện với ba mẹ của mình luôn cảm thấy rất là khó chịu và bực bội, và mình không giải thích được lý do vì sao mình lại như vậy. Và có một cái buổi tối kia trước khi mình đi ngủ thì mình quyết định mình ngồi thiền 5 phút. Và sau khi ngồi thiền xong thì mình nhận được một cuộc gọi của ba mẹ mình. Và mình cảm thấy rất là bất ngờ với cảm xúc của mình. Tại vì trong cái lần nói chuyện đó mình không còn tức giận vô lý với ba mẹ nữa, mà mình còn vui vẻ chia sẻ cho ba mẹ những cái
cái chuyện vui mà mình đã làm. Hai cái cách này có thể là nó giúp mình nhưng mà có thể là nó sẽ không phù hợp với bạn. Cho nên là nói chung thì các bạn hãy kiếm cho mình một cái hoạt động nào đó giúp cho bạn có thể kết nối với bản thân của bạn hơn. Cái thứ ba là ngừng lo lắng về những gì người khác nghĩ về bạn. Nhưng mà làm sao để làm được như vậy? Mỗi khi mà mình làm một cái gì thì người mình sợ là người khác sẽ nói về nó. Ok, đồng ý là có thể họ sẽ nhắc về bạn một vài phút, nhưng họ sẽ không bao giờ nghĩ tới bạn 24/7 đâu. Bạn không phải là nhân vật chính trong cuộc sống của họ. Thay vì là dành thời gian đó để lo sợ là người khác sẽ nghĩ gì về mình, thì hãy dùng thời gian đó làm những việc làm có ý nghĩa và mang đến giá trị thật sự cho bạn. Đối với bản thân mình thì mình đã làm 2-3 điều mà thật sự có ý nghĩa với bản thân của mình. Cái điều đầu tiên mình làm đó chính là tạo ra một kênh YouTube. Trước kia thì mình đã rất là muốn làm một kênh YouTube rồi, nhưng mà bạn bè của mình không có ai làm hết. Mình sợ là mình sẽ bị bạn bè mình chê cười nó, nhưng mà mình làm những cái điều như thế này. Từ khi mà mình ngừng lo lắng về những gì mà người khác nghĩ về mình thì đã có sự ra đời của kênh YouTube này. Cái thứ hai đó chính là mình bắt đầu học một kỹ năng mới, và kỹ năng đó chính là chỉnh sửa video. Cái thứ ba đó chính là mình đã kiếm được một công việc bán thời gian rất là tốt ở trên trường mà không ai trong đám bạn của mình làm được cả. Và đó là thành quả của việc mình ưu tiên việc học của mình và mình thật sự dành nhiều thời gian của mình cho cái việc mà nó có ý nghĩa với mình. Và bước thứ năm đó chính là buông bỏ những thứ không còn đúng với giá trị của bản thân nữa. Nếu như các bạn đã làm được 4 bước đầu rồi thì mình nghĩ là ở thời điểm này bạn cũng đã hiểu được giá trị của mình là gì. Thì ở đây hãy chủ động rời đi cái nhóm bạn mà luôn khiến bạn cảm thấy tự ti và lạc lõng. Cái nhóm bạn mà khi mà bạn bước vào thì bạn cảm giác như là à, mình cần phải làm những cái điều này nè để mình có thể chơi chung với tụi nó. Chỉ khi mà các bạn chấp nhận rời đi cái môi trường khiến cho bản thân bạn cảm thấy tự ti thì lúc đó là lúc mà bạn có thể phát triển nhanh hơn. Đây có thể là một cái việc khá là khó đối với bạn ở thời điểm hiện tại, bởi vì có thể cái nhóm bạn đó là cái nhóm bạn duy nhất mà bạn có. Nhưng mà bạn tin mình đi, trong cái quá trình mà bạn phát triển bản thân và trở nên tự tin hơn như vậy á, thì bạn cũng sẽ gặp được những người mà có cùng năng lượng với bạn và có cùng những cái giá trị như bạn. Và những người đó họ sẽ ủng hộ bạn, họ sẽ tôn trọng và lắng nghe bạn, chứ không phải là khiến cho bạn cảm thấy tự ti. Đây là cái quyển nhật ký mà mình đã bắt đầu viết vào năm 2017. Khi mà mình đọc lại những cái dòng nhật ký của mình viết ở tuổi 17 thì thật sự đúng là bản thân mình lúc đó rất là giận dữ, rất là khó chịu, rất là tức giận. Và ở thời điểm đó thì có một câu nói đã thúc đẩy bản thân mình đưa ra quyết định để thay đổi. Và câu đó chính là "You can't keep doing the same thing and expect a different result." Bạn không thể nào mà cứ tiếp tục làm những điều bạn đang làm và mong đợi là một ngày nào đó mọi thứ sẽ thay đổi. Bạn cần phải hành động. Bây giờ thì bạn đã có đủ kiến thức để làm như thế nào để các bạn có thể trở nên tự tin hơn. Và mặc dù là nó sẽ mất thời gian để bạn có thể trở nên hoàn toàn tự tin vào bản thân mình, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ rất là đáng. Điều tiếp theo bạn cần làm không phải là nhấn thoát ra cái video này và ấn vào một cái video khác về làm sao để trở nên tự tin hơn, mà nó chính là bắt tay vào và thay đổi bản thân ngay bây giờ. Chỉ khi có hành động thì bạn mới thay đổi được. Chúc các bạn may mắn trong hành trình phát triển bản thân của mình. Peace.